Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ mở hộp cái tai nghe Daryl EH925S nha. Thì cái tai nghe này mình đặt ở trên mạng, mình mua giá cũng cũng ok. Thì giá nó chỉ có bao nhiêu ta? 790.000 thôi. Và sử dụng cái mic rời nha. Cái cổng kết nối là cổng USB Type-A. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo băng keo. Rồi, cái hộp của cái tai nghe rất là to luôn nha. Và cái tai nghe nó cũng to nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui cái hộp ra cho mọi người coi nha. Đó, mọi người, cái này nó có led RGB luôn, led 7 màu. Cái đồ kẹp tai nghe, cái đồ kẹp màu hồng hồng á, là nó bằng nhôm nha, nhôm hay bằng sắt gì đó, không phải bằng mủ, bằng nhựa. Thì cái loại nhôm á, thì nó sẽ bền hơn, nó chắc hơn. Còn mọi người mua cái loại nhựa nó sẽ không chắc. Đó, đây là cổng USB Type-A. Nó không có cổng, không có jack 3.5 nha. Cái này là cái micro gắn rời. Thì nó có cái lỗ gắn ở đây nè. Nó cái lỗ... Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô máy tính để mình test. Đó, khi mình ghim vô là driver đồ nó sẽ tự nhận hết luôn. Ở trên cái bảng điều khiển này thì nó có 1, 2, 3, 4 nút. Một nút chỉnh đèn, một nút bật tắt micro, nút tăng giảm âm lượng. Đó, mình sẽ thử chỉnh đèn nè. Bấm cái nút đèn thì nó sẽ thay đổi màu. Đây, giờ mình nhấn volume cộng là cái volume ở trên laptop nó sẽ tăng lên. Rồi nhấn giảm thì nó sẽ giảm xuống. Rồi cái nút bật tắt micro thì mình ghi micro vô. Ở trên cái micro nó có cái ngàm á, có ngàm, nó có cái khớp hơi nhỏ nhỏ đó. Mọi người cắm thì đúng cái khớp nó mới vô được, còn sai cái khớp nó là không vô được. Đây nè, cái khớp nó ngay chỗ này nè, nó có cái đầu nó lòi ra xíu đó. Mọi người cắm theo cái đầu đó trùng với cái khớp ở trên cái lỗ mới gắn được. Rồi, bây giờ sẽ nhấn nút bật tắt mic đó. Giờ mình sẽ test cái mic nè. Đó, mình gõ lên, mình gõ cho cái mic đó là cái chớp xanh xanh nó chớp lên đó. Có nghĩa là cái tiếng nó đã thu được vô rồi đó. Cái mic ở trên đó, ở trên là cái mic của lab, còn cái mic này mới là cái mic của cái tai nghe này. Đó, nó có hai cái đường mic, một cái mic là của laptop và một cái mic là của cái tai nghe. Đó, mình rút tai nghe ra là cái mic ở dưới nó không có lên tiếng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái mic của tai nghe vô lại. Gắn vô phải nhấn cái nút bật mic thì nó mới thu được tiếng. Cái là cái nút bật tắt, mình phải bật tắt nó thì mới được.
mình nhấn nút bật mix thì nó mới thu tiếng vô. Lúc đó để nút tắt mở mix. Ví dụ khi nào mình không cần dùng mic nữa thì mình nhấn mình tắt. Rồi khi nào mình cần dùng thì mình nhấn mình bật lên. À, cái này có thể dành để karaoke được. Mình mở cái phần mềm karaoke lên, cái mình hát, mình thu âm vô, xong rồi mình phát lại mình nghe. Bây giờ mình sẽ test lại cái cái âm thanh của cái tai nghe nha. Đây, giờ mình sẽ cắm vô. Cắm vô. Rồi, giờ mình sẽ bắt nhạc nha. Rồi, giờ mình sẽ kê cái mic vô trong chỗ cái này nha. Mình thấy là cái âm thanh của cái bass, tiếng bass rất là ok, rất là hay luôn á. Thì cái tai nghe này là của hàng cũng có thương hiệu á, Daryl. Này là nó có sản xuất bàn phím cơ, rồi chuột, bàn phím rồi á. Thì cái này trong tầm giá là dưới 1 triệu thì mọi người mua cái tai nghe này cũng rất nghe, cũng rất là ok ha. Rồi, tạm biệt mọi người nhé. Thì mọi người có nhu cầu thì đặt hàng, mình đặt hàng ở trên Shopee á, chứ mình không có bán, mình chỉ là người khách hàng thôi. Mình thấy cảm nhận nó ok thì mình nói ok, còn nó không ok thì mình nói không ok. Rồi, cái này bằng sắt nha. Rồi, tạm biệt mọi người.